Ê, nói nghe nè, chồng có một cái ý tưởng để lập nghiệp. Ý tưởng nha, chồng nghĩ là bây giờ ha, giãn cách, cái hết giãn cách mình sẽ mở một quán cà phê live stream gì à, chè. Sao không, cái nào ăn nhập vô cái nào hết trơn vậy? Ăn nhập, cà phê là sinh viên, các bạn sinh viên tới nè. Rồi mình, các bạn live stream là công nghệ ha. Rồi cái ví dụ như là cua gái, rồi gái là tới bán chè. Trời ơi, mà vốn của chồng nha, trời ơi. Đủ tiền luôn. Đủ tiền để sinh vợ chi? Không, đủ tiền để mình làm á là 20 triệu, vốn 20 triệu. Trời ơi, bán cà phê hoành tráng như vậy mà vốn có 20 triệu thôi hả? Chồng nghĩ thì sao vậy? Chồng nghĩ thì sao mà vốn 20 triệu mà đủ? Chồng mua những cái gì trong đó? Mặt bằng chi nữa? Mặt bằng bao nhiêu? Mặt bằng bây giờ nếu mà thuê một cái mặt bằng nhỏ nhỏ thì cỡ chừng 50 triệu, mà lớn lớn cỡ 100 triệu. Rồi 20 triệu ông mua cái gì? 20 triệu vốn ông mua cái gì? Ông mua cà phê với lại đậu đen, đậu xanh để nấu chè trong một ngày gì hả? Hả? Nghĩ nha. Ý tưởng khởi nghiệp nữa, sao dịch, sao dịch khởi nghiệp nữa, chồng sẽ mở một quán phở noodle. Cái này hay nè, sau dịch là người ta cần ăn uống đồ này kia lắm á. Đúng rồi, mà cái phở là thiết thực đó, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà vốn ít chứ không có nhiều. Vốn sao, vốn ở đâu? Vợ cho chồng. Cho chồng hả? Cho chồng, để chồng làm, tại vì biết sao, chồng phải có tiền để mà làm mở tiệm phở chủ chứ. Bây giờ chồng đưa ra ý tưởng đi, giờ nếu mà thuyết phục vợ sẽ đầu tư cho chồng khởi nghiệp nè, là sao? 20 triệu đúng không? Là sao, phở. Sao vợ biết? Thì bây giờ ý tưởng hồi nãy chồng nói vợ là chỉ 20 triệu thôi. Chưa nói, mới nói là chuẩn bị tiền không có gì thôi. Mà bán biết 20 triệu là ghê chị. Chứ hôm bữa quán cà phê cũng có 20 triệu, bây giờ tôi nghĩ cũng có 20 triệu chứ nhiêu. Hay thiệt, vợ chồng nhìn nhau phải biết nhau muốn gì. Biết sao, chồng nấu phở cho ngập kế bên rồi cho chung cư này ăn, mọi người khen ngon quá. Cho nên chồng quyết định bây giờ chỉ cần 20 triệu chồng sẽ mở quán phở sau dịch, bán cho toàn thành phố và bán cho cả nước luôn. Ông nghĩ ông bán nhiêu tô? Người ta bán 30 ngàn, chồng bán 50 ngàn, bởi vì phở chồng ngon hơn người ta. 50 ngàn một tô phở? Đúng, 50 ngàn một tô phở, mà trong khi đó ông biết là người ta làm với cái lượng mà nguyên liệu mà thịt tiết các thứ người ta bán là được 100 tô phở thì ông chỉ bán được có 50 tô phở thôi. Bởi vì sao? Hỏi lý do tại sao mà ngon thưa quý vị? Bởi vì là chỉ có phở là một đống thịt nè, nước hầm xương nè, quát các thứ nè vô trong đó nè. Lên tôi nói thì thịt còn nhiều hơn phở nữa, thì hỏi làm sao mà nó không ngon cho được, người ta không khen. Mà ông bán như vậy là ông lỗ chắc luôn, nhưng đó chưa phải vấn đề. Bây giờ dịch không có thuê mặt bằng được. Ship ở đâu ra? Ai đi ship cho ông? Mình book các cái dịch vụ rồi ứng dụng công nghệ rồi đó. Bây giờ giãn cách rồi là bán làm sao? Rồi sau, nếu như mà ông mở sau dịch thì giờ tiền đâu thuê mặt bằng? Có 20 triệu mà đòi khởi nghiệp, tiền mặt bằng người ta đến hết 50 triệu một tháng, đến 100 triệu một tháng rồi, mà 20 triệu mà đòi khởi nghiệp. Ông mua 20 triệu nguyên liệu một ngày không biết là có được đủ hay không để ông bán cái lời phở của ông á. Ông nghĩ là sao? Ông rồi khởi nghiệp cái kiểu gì? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó nặng quá thì nặng, mà sao mà cầm lên chi vậy Phượng? Trời ơi, tôi đang tập bông nhẹ lên chi vậy? Trời ơi, tôi có một ý tưởng. Lại coi từ, tôi bông cái tivi lại coi. Đang tập vậy, online thể dục mà thiệt tôi nó chán ông ghê. Tôi có một ý tưởng, tôi thấy bà tập thể dục online, tôi có một ý tưởng nữa. Ý tưởng gì? Khởi nghiệp. Nữa hả? Trời ơi, khởi nghiệp lúc khác đi, tôi đang tập thể dục mà. Sao mùa dịch, tôi cũng có ý tưởng khởi nghiệp online giống thể dục online của bà luôn. Làm gì? Tôi dạy MC online. Wow. Được nè, cái này được nè. Hợp ủng hộ nghề tôi luôn. Hợp nghề, hợp nghề luôn. Đúng nghề mà luôn. Không có tốn kém nữa. Đúng, đúng không? Mà coi như là vốn tự có của mình thôi, mình không phải bỏ vốn để đầu tư, đúng chứ? Quá. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ được dạy online cũng được đi. Máy tính đồ điện truyền mạng. Có hết. Mình sẵn sàng, nhà mình công nghệ đầy 4.0, 4.0, 6.0 luôn. Tôi nói nghe nè. Mình thật ra
nhiều người cũng mở lớp dạy online lắm. Đúng rất rồi. Là nhiều người dạy thì mình phải có một cái điểm riêng, một cái điểm khác biệt nào đó, một cái điểm nhấn để thu hút học viên. Bây có giờ có nghĩa là sau 10 ngày học viên sẽ được làm nghề luôn, những sự kiện lớn, những chương trình xuất hiện, các sân khấu lớn nhỏ, đám cưới cái rồi thực tế luôn, sau 10 ngày nếu không mình trả tiền lại cho ta. Ghê không? Trời ơi. Mỗi học viên mình lấy sơ sơ, một viên mình lấy 5 triệu thôi mà tôi sẽ dạy lớp 100 học viên mà thấy 5 triệu nhân 100 học viên mà có bao nhiêu. Chơi lớn luôn vậy hả? 10 học viên là bà có 50 triệu, 100 học viên bà có 500 triệu. 100 học viên 500 triệu. Cam kết trong vòng 10 ngày sẽ được ra làm nghề. Làm nghề hết. Nếu không được ra làm nghề, trả tiền lại cho người ta. Thối tiền lại cho người ta, đền tiền lại người ta luôn. Đúng. Tiền đâu đền. Dở cho. Vô duyên. Ông mở lớp rồi tự nhiên kêu tôi đền tiền là sao? Thì bây giờ tiền mà giữ thì bây giờ bà phải đưa tôi lập nghiệp. Sao phải đền tiền? Tại vì sao? Bởi vì vấn đề phải đền tiền là vì ông đi ông cam kết 10 ngày người ta sẽ có công ăn việc làm. Bữa giờ dịch ông có xô không? Tôi cũng thất nghiệp. Ông không có xô lấy gì ra, ông cam kết ông cho người ta là đi làm trong 10 ngày. Hả? Khởi nghiệp gì kỳ vậy hả? Khởi nghiệp cái gì mà tốn kém không vậy hả? Mười khởi nghiệp cái gì? Khởi nghiệp gì nghỉ đi. Quý vị thấy không? Có ai mà một đợt giãn cách ta nói 3 tháng ông khởi nghiệp 4 lần thì quý vị nghĩ đi. Cách 4 tháng rồi, tới này 4 tháng rồi đó chứ 3 tháng đâu. Thì đó mà toàn là những stop trẻ. Toàn những ý tưởng khởi nghiệp động trời không thưa quý vị thấy không? Thì hỏi là chúng ta có nên giao cho những người đàn ông trong gia đình, trụ cột của gia đình nắm giữ tài chính không ạ thưa quý vị? Hoàng Chí thì nói nhìn cái áo vest Nam Cường nó đẹp không mà. Nam Cường đó. Nam Cường là mà... đồ tài trợ đúng không? mua được giảm giá. Thì đó cũng tội nghiệp thằng nhỏ mới khai trương khởi xong cái là dịch luôn đó, từ tháng 5 đó. Mua được giảm giá thì được, cũng giống như Phượng mua đồ đó, Zara giảm giá là mua. Chứ còn mà chi tiêu mà mua đồ new mà không sale thì nó cũng phải hơi lăn tăn suy nghĩ một chút xíu nha thưa quý vị. Cái gì vậy? Nhiều khi bây giờ á, cái ý tưởng là ý tưởng nhưng mà không thực hiện được là mình phải thay đổi. Tại vì biết sao? Cái câu chuyện tài chính lúc nào là cái câu chuyện mà nó đắn đo và nó lúc nào làm những cặp gia đình xào xáo và thậm chí là chia tay. Nhưng mà thường những người đàn ông sẽ không có tỉ mỉ chu đáo và có những cái nhìn nó sắc sao, nó cận kẽ hơn là phụ nữ. Cho nên chủ đề ngày hôm nay Quỳnh Phượng sẽ đưa ra và mời quý vị cùng thảo luận, đó là có nên giao cho đàn ông nắm giữ tài chính trong gia đình hay không? Nên. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Là cái nhà là giờ phải đi mua sắt, cốt thép, xi măng, rồi vật liệu xây dựng, thứ giờ phải có tiền. Còn tổ ấm bây giờ chỉ cần đẻ đái là xong. À cái gì vậy? Đúng không? Ủa sao vậy? Sao quan niệm kỳ cục vậy? Có gì nữa? Trời ơi, thật là một quan niệm rất ấu trĩ và thưa quý vị, nó thực tế một cách phũ phàng luôn. Đó. Đàn ông xây nhà tức là sao? Trời ơi. Là xây nhà là phải đi mua gạch, trời thép, ơi, không, xi măng. Không phải. Thuê nhân công, thuê kiến trúc sư, architect đồ, engineer đồ. Building đồ các thứ đồ. Đó. Đàn ông xây nhà ở đây bất động sản tức là kia. Trụ cột gia đình đó. Tức là thì phải trụ cột là phải có tiền mới là cái trụ nó vững được. Bây giờ cái tiền là xây cái trụ hả? Xây cái trụ lên là phải có cái chân móng, cái cột là cũng phải architect, engineer rồi kiến trúc sư rồi kỹ sư rồi đấy kia. Cạn lời đó. Thì không có tiền làm sao? Đàn ông phải giữ tiền mọi người. Chứ thật ra đàn ông mà không giữ tiền là bao nhiêu cái quyền lực, bao nhiêu cái nó bay hết. Giờ thấy không? Những cái ông vua chúa là tiền bạc tay ôm chìa khóa, còn cái bà hoàng hậu gì thứ theo là kiểu như là làm đẹp với cung tầng mỹ nữ trong nhà đồ này kia thứ thôi, chứ còn như giữ tiền là banh. Sai rồi. Đứa phụ nữ giữ tiền là banh. Hậu cung là phải có chủ. Hậu cung là phải do hoàng hậu nắm giữ, và hoàng hậu nắm giữ bao gồm cả những cái chi tiêu lặt vặt ở trong ngân khố. Thưa quý vị, đàn ông có thể là làm những cái việc lớn ở bên ngoài, có thể là đi làm kiếm tiền và sau đó đem hết tiền về đưa cho người chủ gia đình thực sự ở phía sau. Bởi vì sao? Nhà là phải có nóc, và nóc nhà là đâu? Đây thưa quý vị, đây là cái nóc nhà. Rồi đưa xong rồi mấy bà đi shopping, mấy bà mua đồ. Phúc ha, chồng nói vậy nghe, chồng thấy có những cái bạn chồng nè, đưa hết tiền cho vợ. Thật ra nha, mình nghĩ là chắc là giống như vợ nói là sẽ này kia, nhưng cuối cùng bạn ấy đi shopping.
bạn ấy đi du lịch, ừ. bạn ấy thậm chí là giống như vô những cái sòng bài nữa, giờ biết chơi là coi như cuối cùng tiền banh hết. Sai, hết sai tiền. Rồi, bởi vì sao, thật ra nói gì thì nói, đó chỉ là một cái số nhỏ thôi, còn đa con số... sâu làm đầu nồi canh, thúi luôn nồi canh luôn đấy. Thưa quý vị, đàn ông thì người ta hay có cái tính gọi là sao ta, phóng khoáng nè, và chi tiêu thì là hay kiểu như là sĩ diện, yeah, đây người đàn ông sĩ diện ra ngoài bạn hôm nay mình đi ăn đi nhậu một chầu rồi bao người này bao người kia, hùng xe ra, không chứ có bao. Hùng xe đâu, sĩ diện bao hết đó. Rồi chưa kể là ví dụ như mua cái này mua cái kia, vô thích một cái là em anh mua cái này, anh mua cái này, anh mua cái này. Còn mình là mình phải đi coi, ồ coi giá cả tỉ mỉ, mình phải xem là cái này có đáng không, rồi là giá có giảm không, rồi là mình sẽ đi tìm một cái thương hiệu, mình so sánh giữa giữa cái mặt này, cái thương hiệu này có cái giá này và cái thương hiệu kia có cái giá kia, cái nào giá tốt hơn và chất lượng tốt hơn. Đàn ông không bao giờ xăm soi những cái chi tiết, những cái tiểu tiết như vậy. Và đàn ông là chỉ biết sai, quẹt thẻ và trả thẻ, mình nghĩ luôn. Cho nên là thí dụ như trong cái tiểu phẩm vừa rồi giờ thấy không? Ừ. Chồng nghĩ đến ý tưởng nhưng mà từ ý tưởng đến thực tế nó rất xa thưa quý vị. Không thực hiện được, tại sao không có tiền? Có tiền không thực hiện được cái nữa mà. Tại vì vợ giữ tiền, vợ đưa cho tiền, chồng cầm tiền là chồng thực hiện liền. Không hề đâu. Không có tiền, không có thực hiện rồi. Được. Ví dụ nha, Phượng chỉ lấy một cái ví dụ nhỏ thôi thưa quý vị. Tức là với những người đàn ông, ví dụ như bây giờ mình nói trường hợp ông Phúc luôn đi. Đây, ảnh đi một show về vài chục triệu. Có thể nếu như ảnh giữ vài ngày có thể là hết. Nhưng không, như... không vài ngày, hai ngày thì hết. Có thể là thích cái này cái kia mua, rồi là... đi với bạn bè một bữa hay thế này thế kia nào. Nhưng với phụ nữ ví dụ như đưa hết cho vợ, vợ sẽ giữ và vợ sẽ làm cái số tiền đó nó sinh sôi, nó nảy nở ra. Ví dụ sinh sôi thì sao, sinh sôi thì sao? Ví dụ như là mình sẽ có được cái ý tưởng mình tiết kiệm này, mình phải tiết kiệm sinh lời này, rồi mình chi tiêu những thứ hợp lý cho gia đình nè, còn lại một ít thì mình sẽ bỏ vô một cái khoản nào đó gọi là dự trù, một cái quỹ, một cái dự trù cho tương lai. Hay là ví dụ như bây giờ mình cùng nhau mình bàn là mình muốn mua một cái món gì đó cho gia đình mà nó có giá trị lớn chẳng hạn, thì chồng mua, chồng sẽ không suy nghĩ về giá, nhưng vợ thì vợ sẽ đi so sánh, biết đâu được mình sẽ mua với một cái giá nó tốt hơn, nó hời hơn nhưng chất lượng nó vẫn tương đương. Đó, đó là cái sự tỉ mỉ và chi ly của phụ nữ mà đàn ông không thể có được. Đừng bảo chúng tôi kéo, chúng tôi không hề kéo. Nhưng mà như vậy thì đàn ông mất mặt quá, giống như là đưa hết tiền những tình dục như ra đường mà không biết đồng nào trong túi cũng không được. Giờ thấy ông kiểu nó làm sao, nó hèn hèn sao á. Không biết là gia đình quý vị như thế nào ha. Chúng ta có một cái sự phân định rạch ròi từ khi mới kết hôn là về nắm giữ chi tiêu trong gia đình, hoặc là về cái chuyện mà có những người nha, gia đình chỉ có người chồng đi làm thôi, người vợ không đi làm, đúng không? Thì vợ lấy đâu ra tiền để trang trải những cái sinh hoạt phí trong nhà, không lẽ ngửa tay xin tiền chồng mỗi tháng. Cũng có những gia đình là hai vợ chồng cùng đi làm, thậm chí người vợ lương còn cao hơn cả chồng nữa, thì lúc đó người ta sẽ phân định cái chuyện mà chi tiêu trong nhà như thế nào. Rồi cũng có những gia đình thu nhập hàng tháng không cố định, bấp bênh, thì người ta sẽ phải nghĩ đến phương án tiết kiệm chi tiêu như thế nào. Quý vị ở trường hợp nào, quý vị có thể là comment và chia sẻ cho chúng tôi một vài những cái bí quyết để cân đối chi tiêu tài chính trong gia đình. Bởi vì thực sự gia đình của Phượng với Phúc bây giờ thì rối lắm thưa quý vị. Không, nhưng có một cái là Phúc thấy như vậy nè. Có những cái lần, những cái khoản như nhiều khi là không có nhiều, giống như Phúc đưa cho Phượng, nhưng mà bản thân lúc đó đang cần một cái khoản gì đó, Phúc cần ví dụ như 100 triệu chẳng hạn. Cái Phúc nói cái là Phượng có được liền mọi người, xoay rất là dễ. Nhưng trong khi đó mình, ví dụ như có thể là mình cho bạn bè, nhưng mà khi mình mượn mình cần rất là khó để mình cần cái khoản đó. Nhưng mà Phượng thì Phượng sắp xếp sao, nói chung là lúc nào cũng rủng rỉnh trong tiền trong người, là do sắp xếp. Giống như Phượng nói là chi tiêu á, tại vì phụ nữ thì họ sẽ tính toán hợp lý hơn. Còn như Phượng nói đúng là đàn ông nhiều khi hay phóng khoáng, hay là sẽ không có giữ được tiền á, thì cái đó chồng thấy đúng. Cái đó là cái câu chuyện của mình là thấy cũng đúng. Nhưng mà có những người bạn chồng nói là ví dụ như nhiều khi vì tiền mà chia tay luôn á vợ, tại vì có nghĩa là cứ tiền anh tiền tôi rồi cái thứ kiểu đó, thì không biết cái cách nào để cho nó hợp lý. Giống như vợ nói thì cũng đúng, nhưng mà về ở nhà thì có những bạn chồng là nó phải giữ tiền, nó phải giữ tiền cứ khư. Dù chồng thì chồng sẽ đồng ý với vợ cái chuyện mà đưa tiền cho vợ là hợp lý, tại vì vợ còn nhiều cái khoản chi, và chồng đi làm, chồng đi show, chồng không biết. Nhưng mà thí dụ đó chồng thấy 4 tháng mùa dịch đây nè, hầu như Phúc đâu có thu nhập, nó không có tiền đó, thì những cái khoản chi trong nhà là Phượng làm hết đó, vợ Phúc làm hết, thì đó là đâu khoản, đó là lấy đâu ra đó. Đấy, lấy đâu ra những cái khoản đó, đó là những cái khoản mà chúng ta tiết kiệm âm thầm từ trước đó, và chúng ta để giữ lại những cái khoản gọi là sao ta,
khi cần cấp bách lấy ra xài. Đó, thì cái đó mình gọi là những cái khoản tiết kiệm để phòng rủi ro. Còn bây giờ mình có thể mình tạm chia ra gọi là ba cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, gia đình người chồng giữ tiền, giữ hết tất cả quán xuyến, hết tất cả những cái chi tiêu trong gia đình. Trường hợp thứ hai, người vợ giữ tiền, giữ hết sạch tiền, không cho chồng một đồng nào hết, coi như là mỗi lần mà đi đâu là phải ngửa tay xin tiền vợ. Đây nè, chồng thấy mấy tháng nữa ở nhà, 4 tháng ở nhà nha mọi người, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gửi xe, tiền học cho con, tiền chợ, rồi các tiền, trời ơi, một chục cái tiền mọi người nhìn mà coi như choáng luôn. Mà Phúc nói trời ơi, trời, vợ chồng không có tiền, mấy cái hiểu không, là chỉ có thu nhập, mọi người, là thu nhập lương cứng, lương cơ bản nhà nước theo kiểu như là không có xô thì nó rất là thấp, cho nên nó trời ơi, rồi trả sao nói chung rồi. Đúng rồi, vượt qua vượt qua hết 4 tháng. Những cái ngày dịch kinh đó khủng. Thì là đa số cái nghề của tụi mình là không có xô, không đi làm được, và chúng ta không có những cái thu nhập gọi là bị động ở bên ngoài. Mà may là nhà là mình đã mua đứt rồi đó, chứ mình không phải trả góp. Đúng. Như ngày xưa trả góp chúng còn, ta còn chỉ căng có nữa, cái thu nhập thụ động thôi, đó là từ lương. Còn ngoài ra những cái mà bị động của mình là ở ngoài là không có, và những cái phần mềm ABCD bonus này nọ thứ là không, hoàn toàn không. Thì bắt buộc lúc này cái bài toán kinh tế là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện tiết kiệm, tài khoản tiết kiệm, quỹ dự phòng, ngân sách dự phòng, tất cả những cái mà từ cái hồi mà xa xưa xà xưa bao nhiêu năm trước đây chúng ta để dành sử dụng lại, bây giờ chúng ta lôi ra xài. Và đó là hai cái trường hợp vừa rồi Phượng nêu ra. Và còn một cái trường hợp thứ ba nữa, trường hợp thứ ba nữa đó là cả hai vợ chồng cùng đi làm, cùng chi tiêu, mạnh ai nấy xài, lương ai nấy giữ. Thì quý vị sẽ đồng ý với phương án nào trong ba phương án mà Phượng vừa nêu trên? Phúc nghĩ là cái cách tốt nhất á, thí dụ như mình hai vợ chồng sẽ bàn bạc với nhau làm sao cho sắp xếp hợp lý. Và tại vì thực ra người vợ là hay ở nhà để tính toán mọi thứ, mà có con cái nữa thì sẽ có một cách cân bằng hợp lý hơn. Còn người chồng thì cứ đi làm, hoặc là người vợ cứ đi làm, nhưng mà để cái việc tính toán của người Phúc thấy là để cho phụ nữ họ tính, họ sẽ hợp lý. Nói chung là nó cái khoản nào ra khoản đó dễ. Còn nếu Phượng nói rất là đúng, tại vì đàn ông mà rất là dễ kiểu vung tay quá chán á. Mà giống như có tiền, thậm chí nha, thí dụ hồi xưa đó, chồng chưa lấy vợ nha, chồng đi làm được 9 đồng, chồng ăn 11 đồng. Ở tại vì ra? Sao? Ở thì đó, ra? Ăn thêm hơn, ăn nhiều hơn để chi? Khoan xí, mình có một thắc mắc, làm được 9 đồng, ăn thêm 9 đồng. Vậy? Còn 2 đồng kia ở quẹt đâu thẻ, ra? Quẹt thẻ để chi? Để tháng sau nó trả 9 đồng thì mình bù lại, tức là cứ lúc nào cũng bị thâm hụt. Vậy có chịu? Chứ phải đi ăn trực hả? Là lúc nào nó cũng bị thâm hụt hết. Nhưng mà từ khi có vợ, dù như mình sẽ ớt bớt lại, và mình giống như mình dư được là tại đó, đưa cho vợ là mình dư. Chứ còn thực ra vẫn có nhiêu đó, dù lương cũng 9 đồng, nhưng mà tự nhiên sao đùng một cái mình cần 100 đồng, vợ vẫn có ngay lập tức. Nó là do đâu? Nhưng có những người vợ không thể giữ tiền được. Có những người vợ ham mê shopping, ham mê đi chơi, và thì cũng số ít, chứ như vậy nó cũng số ít thôi, không có. Có những người vợ không có khả năng giữ được tiền luôn. Giống như vậy thì chúng ta bắt buộc phải nghĩ đến phương án là 50-50. Tiền ai nấy giữ. Và bàn bạc nó trong một cách hợp lý, tại vì mỗi một nhà sẽ có một cái hoàn cảnh làm sao hợp lý nhất. Cho nên họ mới lấy nhau mới hợp. Còn nhiều khi những cái cặp như bạn bè Phúc tiên kiến chia tay vì tiền, như là vì tiền này tiền kia bắt đầu bỏ nhau rồi. Nói chung là nó những câu rất là kiểu nặng nề, tan nát nhau thì rất là tội. Cho nên cái câu chuyện mà tài chính á, chồng giữ hay vợ giữ hay là như thế nào, nó cũng sẽ là một cái thời gian để trả lời nữa, và làm sao mọi người tự cân bằng hòa hợp được hợp lý nhất những cái khoản chi tiêu. Bởi vì nhà Phúc thì đưa lên những cái khoản cứng, là khoản này phải trả, là khoản này phải trả, thì thí dụ như thu nhập lúc đó hai vợ chồng kiếm được 100 triệu đi, thì đã trả hết 60 triệu cho tất cả các khoản cứng rồi, thì còn lại 40 lúc đó mới để dành, hay là mới mua cái này, mua cái kia mới thêm. Mà hầu như là mua cho con không, nghe mua cho con chuyện không. Như thế này, tức là ngày xưa thật ra mọi người chắc cũng biết được cái câu chuyện là Phúc với Phượng quen nhau từ hồi sinh viên rồi. Là lúc đó ai cũng đi làm, ai cũng có thu nhập riêng, ai cũng có những cái khoản riêng, những cái mối quan hệ riêng, bạn bè riêng, và nói chung là mặt ai nấy xài, tiền ai nấy giữ. Cho nên là tự nhiên nó có một cái thói quen, nó đã hình thành là tôi không dựa vào anh không dựa vào tôi, kiểu như là mình độc lập từ ngày xưa rồi. Và cho đến khi có lấy nhau, tức là tới 8-9 năm sau tụi Phượng mới cưới, thì cái thói quen đó nó đã ăn sâu vô mình quá nhiều rồi. Và tự nhiên cái là cứ vợ chồng là mạnh ai nấy xài, tại vì là cũng không ai có nhu cầu là hỏi đến cái thu nhập của người kia, và cũng không ai có nhu cầu là hỏi đến cái vấn đề chi tiêu của người kia và dành dụm cả. Cho đến một ngày khi có con, khi đứa bé ra đời và khi có những biến cố trong gia đình xảy ra, lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng là ồ, chúng ta thật sự là phải cần những cái quỹ dự phòng và những cái gọi là
cái ngân sách phòng hờ lúc rủi ro của để dành đó. Đúng rồi, và đặc biệt là đến khi hồi xưa tụi Phượng không có ở riêng mà ở chung với bố mẹ, không phải lo nghĩ về chuyện nhà cửa, không có phải lo nghĩ gì đến chuyện hết, làm tiền ra là cứ hai vợ chồng đi mua xe, đi mua đồ hiệu, đi mua này nọ các thứ, và tuyệt nhiên là không nghĩ đến những cái sự rủi ro mà nó có thể nó xảy ra sau này, giống như mùa dịch mà mọi người thấy đó. Dạ. Cho nên đến khi mà có những cái biến cố xảy ra rồi thì bắt đầu lúc đó mới quýnh quán lên và mới nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái thỏa thuận về chi tiêu cũng như là cái dự phòng để cho những cái bất trắc, những cái rủi ro nó xảy ra. Thật ra là thí dụ như tụi Phúc có thể gồng được một năm khi dịch, nhưng mà những bạn Phúc và bạn bè hỏi bởi vì mùa dịch mượn tiền cái suốt, tại vì không gồng nổi mà, tại vì hai vợ chồng làm được có nhiêu ăn mấy nhiêu hết, bây giờ thêm con cái khi mà ở cũng ở ké ở nhà ở thuê mướn nữa, rồi cộng thêm rất là nhiều cái tiền áp lực, thế nên là bức. Và đó là một cái nguy hiểm đó mọi người. Đó là lúc mình bình thường nha, rủi ro bệnh tật, bệnh hiểm nghèo, những căn bệnh mà cần rất là nhiều tiền để chữa thì chúng ta có thể lấy ở đâu ra? Chúng ta không thể nào trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, và cũng không thể nào mà chờ đợi được là chúng ta có cái này có cái kia để bán, hay là chờ đợi những cái sự hảo tâm của tấm lòng hảo tâm từ các quỹ từ thiện, không có đâu thưa quý vị. Những cái lúc đó chúng ta phải là người đầu tiên và phải là người đưa ra những cái phương án, những cái quyết sách, mà muốn có những cái phương án và những cái sự tính toán đó thì chúng ta phải hình thành cái thói quen tiết kiệm và dự phòng từ rất là lâu trước đó rồi. Qua cái mùa dịch này thì đó Vượng cũng có những cái bài học rất là kinh nghiệm để chia sẻ được cho quý vị. Đó tức là hồi đó đến giờ thì mình cứ nghĩ là giữ tiền mặt trong người là một cái phương án tối ưu, nhưng thật ra khi tới mùa dịch thì tiền mặt nó không phải là một cái sự tối ưu, mà tiền trong tài khoản ngân hàng và tiền tiết kiệm đó mới là cái điều mà tối ưu nhất. Bởi vì chúng ta giao dịch bây giờ là sắp tới là tín dụng đó gọi debit đó nha mọi người, chứ là credit nha. Debit là mình có bao nhiêu mình xài bao nhiêu, chứ mọi người credit là mọi người xài là đúng rồi, lãi ngân hàng đẻ, lãi mẹ lãi lấy con, có 3-4 tháng trả là còn chết nữa. Đúng. Trở lại cái câu chuyện về tài chính thì hôm vừa rồi Phượng có đọc một cái post ở trên Facebook của Hoa hậu Hương Giang. Phượng rất là tâm đắc về cái suy nghĩ của bạn ấy, và bản thân gia đình Phượng thì cũng đã từ lâu rồi mình đã có được những cái thói quen sử dụng các loại thẻ và sử dụng tài khoản online, hạn chế sử dụng tiền mặt. Và tự nhiên mình nghĩ là tại sao hồi xưa mình lâu lâu mình cứ đi ra đường cái bất chợt cái mình nghĩ là trong túi chả có tiền gì cả, thấy nó thiếu thiếu, nó kỳ kỳ. Nhưng tự nhiên lâu ngày nó trở thành một cái thói quen, và bây giờ thì nó lại là một cái xu hướng mới luôn á. Trong cái nhất là trong cái mùa dịch lần này, chúng ta hạn chế tiếp xúc này, chúng ta hạn chế sử dụng tiền mặt nè, và chúng ta mọi cái giao dịch, mọi cái vấn đề về chi tiêu chúng ta đều sử dụng tài khoản online. Và đến lúc này thì chúng ta mới thấy được là cái sức mạnh và cái sự mà cái sự mà tối ưu của cái việc mà chúng ta có những cái quỹ dự phòng, những cái khoản tiền tiết kiệm và những cái khoản tiền ở trong tài khoản nó quý giá như thế nào. Cho nên Phượng nghĩ rằng là theo như bản thân ý kiến của Phượng thì trong gia đình của mình, người tay hòm chìa khóa, người nắm giữ những cái chi tiêu, những cái vấn đề về tiền bạc, về tài chính của gia đình vẫn nên là người phụ nữ. Cho nên là khép lại cái câu chuyện chủ đề ngày hôm nay thì mọi người sẽ có những ý kiến cho riêng mình, và ai là chuyên gia trong lĩnh vực mà nãy Phượng chia sẻ là quỹ dự phòng thì tư vấn, chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mọi người để chúng ta sẽ có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ, vợ chồng trẻ như Phúc. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi Chuyện Đêm Muộn Màng ngày hôm nay. Hãy nhớ khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 22 giờ nha mọi người. Còn tập nào thì tôi sẽ báo sau. Đây là tập 3. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở Chuyện Đêm Muộn Màng lần sau. Xin chào. Shine.